đó đào mòn nhầm lấy cái dĩ mà cái dĩ con mua đó nướng để cho ta đi con kìa thấy yêu cha là con má con này nó chọc tôi cho đến đến bây giờ chứ. Bánh có gì? Bây giờ mà ăn sạch không? Sạch ăn nó mặn ao nhâm ạ. Đấy, cái ăn bạn đấy là cục mai kia nó chứ. Mớ. Đi hút tự yêu đi tập đi tập bò đi. Nè. Tập yêu tập ăn. Đi đi, sạch ăn nó ao nhâm con. Ăn nói luôn. Ăn xong rồi. Hô với đậu đi ăn khoai đâu ăn nó ăn gì nó tương bạch khoai nghe con ăn này nhắm sang lớn nhắm sang lớn ăn rồi, nó đã sai rồi không? Tại còn măng hơn. Mình Và ba cha này nha. Ngọt. Nó ngọt. Ngọt. Nha, còn ba cha. Đi bên thằng ba cha đó. Bay. Thở không? Đôi khổ. Thở kia ra. Thở. Còn thở. Bay lắm. Bay ấy. Đôi khổ câu ngang này. Hơi tiêu. Ăn miễn tiêu rồi. Tiêu nhắm sạch ạ. Tiêu nhắm bay quay. Tiêu nhắm sạch ngoài mặt. Dạ đi sạch cái gì. Tôi bị đi. 4 giờ về lúc dậy kêu bớt tôm cho ăn. Tao bay một buồn thưa ở nhà mai mà nó bị tiêu nhắm. Đi nấu rồi thôi. Cắt chết cắt bằng mặt. Lông bằng con, lông bằng ai. Lông bằng lông. Ngon nè con. Anh nhớ tí xua. Ngon nhớ. Ngon nè con. Tí xua, ngon nhớ. Ngon nhớ. Nè mau. Thôi mẹ. Bà tư chợ mà không thấy rồi. Chị gửi mua cái gì đó. Tập điên đi. Vô mua bên em rồi đó. Có đâu chợ nắng có cá không? Hôm qua cũng không có cá mà còn. Được cái bà ngoại bà má con tèo đi hết chiều mới có. Mình đừng thấy coi hưởng. Cô cá làm gì? Cô quẹt đó. Mới con qua giờ con. Con cô quẹt á. Tối đâu con ngồi rồi. Muốn gì đâu mà tư. Cô gì? Dạ. Ăn hết chưa? muốn ăn con cá mà bà mua qua hổm đó, tức cô quẹt ăn á. Bà biết làm sao không? Bà biết làm sao mà tôi thích ăn cái đó không? Nó mời lắm cơm á. Mua cái cá gì á, cắt nó mời về cho con á. Muốn ăn con cá đó, cô quẹt á. Muốn ăn trộn có cá không? Cá, có cá bạc má mà 70 kg rồi. Có má mình cũng á. Giờ con với mang tự hứa. Ủa má mày đâu rồi? Không. Ngồi nè. Nghe nói mà không thấy. Cái đó lại gì leo núi hay leo non? Con đuối mà thịt heo. Tao nó đâu có ăn thịt bò tao. Vậy hả? Nó mình nó nổi cái gì đó. Mày đây. Nổi cái gì? Rồi. Rồi. Cái gì kìa? Duy. Cho ngoại ăn với Duy. Hai dây không bay. Dây không bay. Bà ngoại ăn cơm. Lâu dữ rồi, bữa nay mới thấy mà. Thấy chai nước đội cũng tột quần rồi. Ừ. Con mua đồ mà con đem cho cậu Linh nó tự hoài. Lấy của nó đơi cho cậu Linh. Nó tự. Thấy tóc gì mà của nó đem cho người ta nó tự. Nhưng mà giờ nó biết con ba rồi. Giỡn với ông ba. Giỡn. Nó kêu rồi, nó kêu ngoại. Tôi mua 50 bạc giò gà. Về nấu rất là biết đau chọn. Tôi ăn cá, cái cá đó tôi. Bà biết sao mà tôi muốn tráng về hoài không? Rồi sáng á, uống thuốc xong rồi ăn cái đó. Mất công chạy ra chợ mua gì. Không đi. Mua bánh tráng nó về để đó, cái mua cá về kho để 2-3 ngày. Tôi muốn ăn con cá đó mà đều cô quẹt. Con bà mua chừng nửa ký bà ăn được rồi. Chứ là theo nó coi chứ á. Bà ăn cháo. Vì hôm sáng con cơm rồi. Tôi làm miếng nấu cơm. Ăn nấu cháo nấu dinh nấu cái gì. Dù con nguội cơm gì tôi cũng ăn. Tại vì tôi có buổi sáng tôi phải ăn cơm. Uống thuốc nào không ăn cơm chịu nổi đâu. Vậy hả? Mai mày đi chợ mày mua mày. Vậy bữa nào mày cứ mua thuốc mày mua giùm cho dì Tư luôn vậy. Mua mấy ấy. Mua mấy ấy thì mua. Dạ. Mua mấy ấy cũng được hết á, mua 4-5 cân cũng được. Chừng nào mày đi mua. Ừ. Không á thì dì Tư gửi tiền cho con à, chừng con đi về con mua giùm cho dì. Biết mày đi đâu không á, mới tao tiền. Gửi tiền xài đó đó. Tiền điện cho ta đó, tiền dữ điện á. Cái con đèn á. Còn 300 á. Bị khung hoài, khung quỷ không có tiền đâu. Bị người ta nhốt hoài không có tiền đâu. Tôi bây giờ không có ăn thịt heo đâu nha bà. Tôi muốn ăn con cá đó đó cô. Chừng dài chừng quá con. Bà mua 15 đồng cái đó nửa ký 25 đồng á. Nó có rẻ, nó có mắc ra bà mua chừng 10 đồng à. Cá dẹp phải không? Thì cá liệt á, cá đó nó ngon. Cá đó kêu cá đôi con đó con. Cá đó nó ngon, nó ngọt thịt. Nhưng mà có xương nhưng mà nó ngọt lắm á. Cá nó ngọt thịt. Ta cởi má này nghe hoài á, ta bị bà ngoại này. Nó khô á. Tôi bị má tôi đánh hoài cái vụ cá đó. Thịt heo á. Nó ngoại tôi, hai bà cháu đi ra chợ cái mà mấy. Cháu. Co bạn cháu. Cá con thượng, con cá bóng chứ không ngon bằng cá đó. Không ăn ngon bằng con cá đó. Rồi tôi mua cái đó nó 25 bát à, 25 bát 1 kg. Mà tôi kho ăn 3-4 bữa mà tôi thích ăn cái thịt nó thơm đó. Cái đầu nó ngon, cái đầu nó béo. Bà mua chừng 10 đồng mà tôi mua 1 kg 25. Rồi tôi về tôi kho. Tôi nấu canh tôi ăn bự vậy nè. Bữa đó mua cá nó quá ngon bự. Bữa nào có thì chị bà ra mua. Chị bà ra mua. Mua đi con đem chuyện trả tiền. Có con nhỏ kia nó bán nớ, còn con mà bán ở bên quán cà phê con đó nó bán mắc. Còn con kia trong nhà đem ra, bà hiểu không? Nên nó bán mình cái 25 bát 1 kg à. Tôi mua cái cá liệt mà nó bự á, 40 kg tôi mua về tôi. Anh Nhâm bận Đúng con. Ý nhắc bác ơi, ở Việt Nam mình chưa có liệt. Nó đã có liệt nè. Ba nói gì chứ mà nó qua nó ở chơi á. Đường mẹ nó. Bán gì rồi? Tôi mới thấy tức thì đó mà. Ăn gì chiều rồi. Nó qua chờ vô ghe đó. Bán gì hả bụng? Ba đi ghe hả? Ừ. Men đi ghe. Nó vô ghe rồi. Tôi mới thấy tức thì nè. Ừ, vậy là vô ghe rồi đó. Ba lấy tiền là mình chịu bệnh đó. Ba chụp con. Ăn một sạch. Ba nói là phải. À, nó nữa nó ở tới nhà chị có mai nha. Mai đắng. Nó tới nhà bên chị Mai á. À, không có thôi cho biết thằng mà chị kia là tôi không cho mướn. Không. Mà nhập có luôn ăn cô nè. Chị ơi, ép chai bây giờ lô nó 70 bánh kg đó chị. Lên mắc lắm. Lúc nó lộn nha. Lúc có 50. Lúc rồi 50 có mấy chục mà. Hết rồi, hết ấy rồi. Hết gì? Hết Covid rồi. Ừ. Đừng nói mắc, đừng nói rẻ nữa. Covid đâu nữa, bây giờ tôi cho đám cưới lại nữa. Hồi nãy tôi nghe ba bảy đại sớm phải không? Không. Ba, trong đã vậy trong hố vậy. Ba ăn nữa không ba để? Không. Không muốn ăn để làm gì? Chứ mình còn dễ ăn à? Kệ đi. Rồi bắt đầu lát nữa con làm một ấy cái trưa chừng nào ấy cái đó bụng ăn con để rau đây để mẹ ăn mì với rau phải. Ừ. Mẹ mình có ăn thịt heo hả? Ăn. Cháu ăn thịt bò. Tôi bây giờ thịt heo thịt bò gì cũng ăn, ăn cá không à. Mẹ não giờ ăn thịt bò đâu. Mẹ não vẫn ăn cá. Tôi ăn bò thằng heo á. Việc con chung ăn quá. Con hoài gì được hoài á. Tôi cũng ăn hoài được hoài á. Cái cá nó không có đặc địa gì hết đấy. Cá liệt á, điều nó hơi xương chút. Nó hơi xương là con cái đó con kho cho má con được. Còn nhâm sao chứ được. Kho, mà biết sao tôi đổ nước vô, đổ nước cho ăn bánh tráng á. Nếu mà cho nó ăn cục gì một. Cái đó mấy ký? 200. 200 là mấy ký, ký mấy hả? Dạ. Cái đồ 200 mấy. Ở Phúc nó được Tân Quen. Ở đâu? Tân Quen. Bạn không? Gần nhà chị con May á. Con có chị cho má này. Có chị em gì chứ? Vậy hả? À, mấy chục hết mà. Chừng nào con có đi thì con mua thuốc dùng cho gì ha? Dạ. Mua cho con đi cuối tháng đi nữa. Ừ. Mấy bữa nó đi rồi. Bữa nay mấy tay rồi? Nay 9 tay rồi. Cuối tháng là còn lâu rồi nội. Còn 4-5 tháng ngày nữa. 4-5 tháng. 4-5 ngày nữa. Tụi ấm cho mẹ luôn. Mua cho mẹ. Có mua gì cho chị gói thuốc đất mùng, gói thuốc tôi uống lâu lắm á. Tôi uống 3 lần á. Mua không? Mua. Mua tôi gói thuốc tán không? Mua. Con có thuốc tán không? Mua tiểu đường đúng không? Ừ. Tôi có thuốc tán nha. Sao vậy? Uống cái thuốc tán là mình uống nó tầm thôi mình tê bại đó. Không ba nó kìa bác Tân không ba. Thứ ba nó nhiều không con? Ba nó đuổi con gà nó tròn ba. Bảy đó bây giờ không đi được hả? Bà nào? Chị Tư. Dạ. Cô thuốc tán ăn quá tài ăn à. Như heo vậy. Nè mẹ kìa. Ăn heo. Bây giờ tôi bỏ. Sao vậy? Ăn chút xíu, đói ăn chút xíu đói. Ăn nhiều quá mệt. Không phải. Bà biết mà ăn riêng cái bụng. Thôi chứ mà ngồi thở không mà. Ừ. Nếu ăn cứng bụng quá thì nên ngồi thở không mà. Bà biết làm sao không? Tôi uống cái thuốc đó tôi chia là 3 lần. Tôi có uống 2 lần, tôi uống là 3 lần. Gì mà nó đói tợ. Ăn bao nhiêu nó còn đói chứ. Ăn bao nhiêu cũng còn thèm chứ. Bởi vậy tôi nói bữa nay ống mạo đó chị. Giờ nghỉ bỏ. Bố tôi uống xả đó. Xả tôi bị chị đó. Tôi uống cái gì chịu. Ở trong ăn bia đó bại không bia đó. Không bia đó. Sốp ấy con sốp ấy. Ăn ở đây ăn chồng tôi mà nó hỏi đàn đi nó lên mạng nó hỏi đó dân tin á mọi người tình liên tí thì vô mọi người không có ăn hỏi rồi ta nói sao công nghiệp nó lên mạng trong điện thoại nó đó ta chỉ lên mạng ta chỉ hỏi gì ta chỉ mình luôn Nước hoài không ăn nước hoài. Người ta biểu là quậy một cái ớt ở muối đó, sắc hại vô chứ đựng đâu. Quậy một cái muối gì má. Má mày nói đường mày nói ngã tâm chỗ nào. Bởi vì bà nói bậy ngay muối là làm gì, bậy muối làm gì. Rồi từ ngày bà nói muốn muối tật hay muối đó mình xúc miệng. Mình xúc miệng mình để cho nó chè chuối kìa. Thôi chè chuối hả? Chè chuối làm sao? Thường thường mình nấu chát đó. Ừ. Ngâm muối. Ngâm muối. Phải rồi. Ngâm nước chấm chén muối ngâm ngâm. Bạn ngâm mà ngâm mà. Nó là ở rồi. Thôi thôi con để chú ý. Lơ cái trứng mây nó làm gì vậy? Nướng thịt để chị để trưa chiều ăn thôi. Phải lơ trứng mây lơ trứng. À coi như còn thịt đó, nó lấy cái nước vị đặng nó nướng thịt. Chứ lát nữa lửa hết rồi lấy gì nướng. Ê, xích qua cái chừng ba mày lục đụng á. Em bà ta lơ em đi nhảy. Em con nào? Bữa nay ẩm mập ghê luôn. Bật. Ba để cái dĩ lên đi con. Ông bán cho ông mua thủng đâu. Mập á. Sao em không? 25 bán. Từ 25 bán là cái dĩ nè. Mua chỗ 25 á. Mua cái xài lâu lâu có bỏ. Cái gì? Cái dĩ nướng thịt này má. 25 bán. Mua chỗ tới 5-60 bán. Mà cái này mua đâu? Mua chỗ 25 bán. Đó, dép của nó có nè. Dép cũng có 25 bán nè. Trời đời sợp, trời sang. 25 bán. Ở đêm hôm, bà nội nó điện qua nó khóc. Kêu cho thấy mặt. Bắt liền cái chỗ không? Nó khóc. Chừng bà đưa tiền bà nói nè vui á, nó lấy tiền nó xe nè. Con mắt nó trắng hở, nó chuẩn bị lấy tiền. Làm gì vậy? Quay phim trai vậy? Quay phim đó.